mỗi khi trung thu đến. Má, nghe nói sắp tới trung thu rồi không má? Thì còn vài bữa nó tới đó, mày hỏi làm chi? Ừ. Em đang chơi. Muốn chơi thì tự làm, ai ở đâu đâu làm cho mày. Thôi nó làm, nó làm đẹp con. Tự con làm xấu quá à. Thôi 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 đi, đừng nói nhiều. Mấy người không biết làm thì nói người không biết làm nói đại đi. Ở đây mà ấy, làm đẹp hơn, đẹp hơn. 21 tuổi đầu có cái đồng đèn, không làm cũng được đó làm gì vậy? Mà chưa nắng muốn bể cái đầu đó mày đâu vậy? Con đi đúng chút tự làm đồng đèn, không cần mới làm. Bộ má khinh thường con không à. Trời ơi, lồng đèn này không phải dễ làm đâu. Khó lắm mà, chưa chắc mới làm được. Trời ơi, chê. Đâu, tôi tưởng mày biết làm lồng đèn chứ ai về làm cũng đẹp quá đó mày. Ừ, mà chị nào đi mua đèn cày về cho trung thu á, nhớ mua tao vài cái nha. Tao cũng mới làm xong cái lồng đèn nè. Trời ơi, tôi nói nhỏ xíu à, không có đẹp như của mày. Trời ơi, tao dở lắm, tao làm được lồng đèn nhỏ xíu. Trời ơi, chút xíu.